Phải không biết bước tuột chơi thế Đúng không? là Đâu anh quấn sao đâu đâu đưa về đâu quấn sao đâu hướng dẫn coi bữa nào bước đi về. chùa vô một cái về nhà quấn. Ok, bước là dễ thôi, có gì hết. Thì để Nguyễn Ngọc kêu ảnh hướng dẫn cách mà quấn xà rong rồi cô chú với anh chị. Thì Bữa bữa nào nào qua đây Nguyễn là Ngọc cũng bữa như nào qua vậy đây nữa. là cho một cái vậy nè. Bữa nào lại cho một cái luôn hả? Gan dữ vậy? Cho lấy gì mặc? Trời ơi, chứ cha gì. Phải là kéo lên tới ngực. Không, này mình dài quá, dài nó rộng ra dài. Dài quá Không, có cái gì đó khó. hả? Quấn vô đây đó hả? Mà kiểu này mà thí dụ như Tào Tháo gượt là sao? Không tụt vậy, tụt không tụt đâu. Không, ý em nói là thí dụ như nhiều khi mình ăn mà những cái món đồ mà nó chọt bụng bị Tào Tháo rượt á. Vậy là mình kéo dưới lên. Kéo dưới lên, dưới lên, dưới lên. lên được. Dạ thì hôm nay Nguyễn Ngọc cũng ghé lại thăm anh Kasia tí xíu nha cô chú anh chị. Dạ thì đây là cô chú anh chị, anh ấy có nhà rồi. Hello. Xin chào. Chà, cao ca sĩ nha. Chà, sao nằm võng thấy đỉnh đương quá vậy nè. Buồn quá, đang làm lộn Hả? với người yêu, Nhớ người yêu mà hả? biết người yêu là ở đâu. Người yêu ở đâu hả? Người yêu ở đâu? Trời ơi trời. Là nhớ người yêu mà không biết người yêu ở đâu cô chú và anh chị hả? Hồi đó chắc ghẻ nhiều lắm hả anh Kasia? Có ai đâu, có mối tình nào mà để nhắc lên da đâu trời. Không có một mối tình nào dắt lên Nghèo da quá, cho hả? nghèo Hả? nghèo quá, Nghèo quá nghèo, có ai nghèo. đâu thương. Em nghe nói anh đâu tới hai bà là nghèo gì? Tại sao người ta yêu tôi thôi, người ta muốn 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 vợ tôi thôi. Coi như là tại người ta yêu mình chứ hả? Vâng, nó có đỡ tôi đâu có thương đâu. Sao kỳ vậy? Nó bơ lơ chợ, nhà nó hơi mát mát anh man đó. Là người vợ của anh đó hả? Giờ sao á, Vợ sau nữa giờ hả? trước đi được cái đó mà trước được cái giờ sao nó hơi bơ lơ thôi. Người vợ sau này là người Việt hay là người dân tộc mình? Cũng người dân tộc luôn, cha người Chăm, mẹ người Chăm luôn, Ở gần đây không anh? ở sông trên đó. Ở sông trên hả? Ừ. Rồi bây giờ thỉnh thoảng là còn gặp mặt nhau không? Còn gặp mặt tôi không nhìn mặt nó. Sao không nhìn mặt? Nhìn kia mất con. Rồi đi ngang rồi chạm mặt nhau chứ lẽ không nhìn nên nhìn đâu? Không, con chào hỏi thôi. Coi như là mình cũng chào hỏi qua lại một người bạn bình thường vậy thôi á. Vâng. Bữa nay mặc đồ nhìn thấy là hoành tráng quá ha. Tính đi đâu đây? Tính uống cà phê. Tính uống cà phê hả? Mà vô luôn. Hello, xin chào anh trai. Mình mới đi nhà thờ vậy hả? Đi chùa mới về. Đi thánh đường. Đi chùa hả? Đi chùa là coi như là mình phải mặc đồ như vậy đó ha. Đúng rồi. Mặc chùa, mặc xà rông với áo dài. Em mặc xà rông với áo dài là như vậy đó hả? Đúng rồi. Em năm nay được mấy mươi rồi? 28 tuổi. 28 tuổi ha, đẹp trai quá ha. Có gia đình chưa anh trai? Chưa anh ơi. Em còn cô đơn độc thân. Cô đơn lắm. Còn cô đơn lắm hả? Mình nhà còn mình đau mẹ mất hết rồi. Vậy đó hả? Không có nhà cửa ở luôn, đi sống lang thang luôn. Vậy hả? 28 tuổi rồi. Rồi hàng ngày là em làm cái công việc gì? Em hàng ngày em cũng làm thuê làm mướn cho xóm làng của mình thôi. Ai kêu làm cái gì làm cái đó, có khi làm phụ hồ cũng làm nữa. Và có khi đi qua bên kia sông vác lúa gì đủ thứ hết. Miễn là kiếm có đồng tiền mua lúa mua gạo mua gì về nấu cơm ăn chứ ở con mình. Ở con mình một đó hả? Dạ. Vậy hả? Nhà em cũng gần đây hả? Dạ, nhà em cũng gần. Rồi anh cảm ơn em ha. Rồi coi gắng kiếm một cô vợ sinh con đẻ cháu đi chứ nói vợ trong đường rồi chứ. Anh chia sẻ anh Kasia tí xíu. Ở đây là mọi người ai cũng đi lễ đúng giờ dắt hết trơn hả? Dạ. Còn riêng anh là ngoại lệ, là hôm nay coi như là không biết Ngọc ở sao đi được nữa. Hả? Bây giờ kêu tâm sự rồi sao bữa chia sẻ nay, là sao sẽ đi được nữa. Bữa nay gặp Ngọc bắt đầu phá lệ bữa phá lệ bữa gặp chùa tu gặp bô giác. Sao gặp chùa tu gặp gì? Gặp chùa tu gặp bô giác. Bô hả? Mù mù bô giác.
Mu mu là sao? Không, được được gọi đâu, không biết tôi đề nghị đi. À, vậy là mình chỉ nói là cái tâm lý nó như vậy thôi. Tôi được mừng. À, nhưng mà mình cũng không biết ý nghĩa như thế nào hả? À, không biết, bây giờ lên tự là tìm hiểu đi. À, tự tìm hiểu thôi. Còn ai không biết thì thôi. Không biết rồi. Một ngày là em nghe nói là đi hành lễ là mỗi 4-5 lần đó. Năm lần. Năm lần hả? Năm lần. Dữ gì? Sáng là 4:55. Ừ. Và chiều là 1 giờ. À. Rồi chiều nữa là 4 giờ, rồi rạng đông là hồi nãy đó. À. 5:30. 5:30. À, tới giờ Isa là 7:30, 7:55, 8:00 vậy đó. 7:55, 8:00. Là 5 lần. Là bây giờ là coi như là mới đếp á. 6:00 rạng đông à. 6:40 rồi. Ờ cái gì hằng đông. Coi như là một chút là còn hành lễ một lần nữa đó ha. 8:00 lúc tới 8:00 nữa. Xong. Ở đây là mình cũng mới qua cái tháng nhịn cũng được bao lâu rồi. Tháng nhịn cũng nay cũng tháng mấy rồi. Tháng mấy rồi hả? Vâng. Em hỏi thiệt chứ, đến cái tháng nhịn đó là anh có khi nào anh ăn lén không? Không có, đâu có dám. Hả? Cũng có nhịn rồi thì uống nước. Uống nước thôi chứ không ăn hả? Cũng ăn luôn. Chỉ có mình biết thôi đâu. Mình biết thôi. Chứ nhiều khi đói quá không ăn xỉu. Chịu nổi. Chịu nổi ha. Hồi xưa nhịn được, giờ nhịn không được. Giờ... À, hồi xưa nhịn được. Ờ, hồi xưa nhịn được cũng được, cũng ở đâu, cũng 29 ngày vậy đó. Ừ. Thiếu 2 ngày 1 ngày đó, cái trả lệ là không trả luôn. À, coi như ngày nhịn là tối thức ăn. À, ngày nhịn sẽ thức ăn. Ừ. Coi như là một đêm là mình không ngủ luôn đó. Vâng. Sợ như khi ngủ quên. Đây ngủ chứ phải mình cài cái điện thoại. Cài báo thức á ha. Cài báo thức rồi vâng. Ừ. Chứ không cài mà để ngủ quên cái là coi như là mất bữa ăn đó là chết luôn. Thịt khô luôn à. Rồi em nghe nói là bên cái đạo của mình là không được uống rượu nè. Vâng. Phải không? Phải. À, Hồi giáo không được uống rượu. Không được uống rượu? Không. Nhưng mà anh từ đó tới giờ anh có khi nào uống rượu không? Chút chút hả? Gặp bạn bè cũng làm chút chút rồi. Làm léo, là khỏi xóm là bên xong á. À. Trong xứ là ông cái chỗ gặp là ông đuổi ra cõi già. À vậy đó hả? Ông đuổi ra. Cũng căng quá ha. Căng lắm rồi, căng lắm. Kiểu như mình đi nhậu lén thôi. Nhậu lén đi về nhà léo. Nhậu lén xong rồi mình mới về nhà. Mà về mình xúc đen cho sạch, chứ dạ là không đi đâu luôn á. À, nhậu xong là chỉ về nhà thôi, không dám đi ra đường. Vâng, không đi ra đường sân hôi, biết người ta giận. Nếu mọi người phát hiện là coi như là mệt mình ha. Mệt mình là người ta giận thôi, không có gì hết. Không có gì đâu, người ta giận thôi. À. Ghét mình thôi. À, kiểu như người ta giận, người ta không có đếm xỉa tới mình đó. Vâng. Ừ. Cũng căng ha, nói căng lắm, căng cái luật đạo của mình cũng căng thiệt chứ. Dạ. Anh cũng nhiều xà rong ha, bữa nào lì xì cho ok muốn cho để mặc thôi, muốn đi cho luôn bây giờ không được nữa. Mà phải không biết muốn tụt chứ thế là đúng không, đúng quá đâu, anh quấn sao đâu đâu gì đâu về đâu quấn sao đâu hướng dẫn coi bữa nào muốn đi về cho một cái về nhà ok muốn là về thôi có gì hết. À thì để Nguyễn Ngọc kêu ảnh hướng dẫn cách mà quấn cái xà rong rồi cô chú với anh chị. Bữa nào qua đây là cho một cái vậy nè. À, bữa nào lại cho một cái luôn hả? À. Gan chứ gì? Cho lấy gì mặc? Trời chú cha gì? À, phải là kéo lên tới ngực. Không, cái này mình dài quá, dài nó không dài hơi dài. À, dài quá hả? À, không, không có gì đâu có. À, quấn vô đây đó hả? Mà kiểu này mà thí dụ như Tào Tháo gượt là sao? Không tụt vậy tụt. Không, ý em nói là thí dụ như nhiều khi mình ăn mà những cái món đồ mà nó chọt bụng bị Tào Tháo rượt á. À. À, vậy là mình kéo dưới lên. Kéo dưới lên, dán lên. lên đồ dán lên. À, cái đó nó nhanh hơn. Ờ, à, nó bắt bằng bụng được lắm. Cái đó là nhanh nữa ha. Vâng. Vậy là từ lúc mà mặc xà rong tới giờ là có khi nào bị tuột lần nào không? Không, không tuột, dạ dễ tuột, không tuột đâu. Hả?
bưng 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 bao nhiêu tuần sao sao được rồi không tuột hả tuột là nhìn nét mắt luôn á thế nào cũng gặp một trường hợp chứ không tuột vậy tuột khó lắm khó tuột lắm như cái xà rong này là mình mua khoảng bao nhiêu tiền hả anh Kasia mày mua 280 cái 280 hả cái loại mà cái loại mình làm tự nhiên bên tôi gọi là siku á là 900.000 bây giờ cái bây giờ không ai mặc nữa quá mắc rồi quá mắc rồi ha à. Mua một cái đó bằng bốn cái này ba bốn cái này vâng ừ. Từ ngày mà hai người vợ chia tay ra đi có để lại một cái kỷ niệm nào không hả anh có vợ trước thì có kỷ niệm nhiều lắm giờ xa rồi thôi giờ xa rồi mình nói quên nó bay với mình thôi nó cũng đâu có ở gì đâu cũng quên nó quên cần chứ cần nó giặt giũ với mình thôi giặt giũ cũng với mình thôi là không có cưới hỏi ha không cưới hỏi vâng à, giờ sao là không cưới hỏi vâng ừ. Chứ nó thương là tôi lắm vậy đó ha à. Thấy tôi ngủ nó gắt cái đầu nó kéo tay xuống à thì trước đó. Mà em hỏi thiệt anh ha à, lý do nào mà chị bỏ ra đi y bệnh dạ bệnh ai bệnh tôi anh bệnh hả vâng bệnh thì coi như là vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm rồi sống với nhau bao nhiêu năm được bao nhiêu năm chị mới bỏ đi sao cũng được có năm mấy là hai năm gì đó cũng có bầu cậu mang bầu cũng được đâu mấy tám tháng rồi cậu đi luôn cậu đi cậu hứa thì cậu đi có 10 năm thôi mà tôi cũng thương vợ có nếu cậu đi làm thôi anh ngờ cậu đi lấy chồng là lột cũng không chịu nổi mà bây giờ là anh có biết chắc chắn là chỉ lấy chồng Đài Loan không? Có cũng nhiều người nói lắm có nhiều người nói ha à. Con tôi nay 19 tuổi rồi dạ rồi bây giờ anh có nhìn mặt thấy mặt con anh chưa chưa thấy luôn chưa thấy một lần nào lúc còn nhỏ lúc còn đi bán lúc có xe đi bán là thấy nhìn thấy con lúc đó cũng ha cũng từ mấy là 2 tuổi mà lớp 3 tuổi gì đó ủa quá vậy rồi là lúc đó là vậy à, lúc đó anh có nhìn thấy mặt con rồi hả à, lúc là 2-3 tuổi à. Bây giờ không nhìn không biết mặt ra sao giờ lớn không biết là sao luôn giờ nhậu xịn là khóc rồi nhớ đến con bây giờ là khóc. Mỗi lần nhậu xịn là nhớ đến con khóc cùng vợ đi ngoại lệ ok à. Không quan tâm nữa coi như là mình chỉ nghĩ về con thôi vì con thôi ok nhớ con à nhưng mà có thấy mặt con lần nào chưa chưa thấy à, lúc, luôn có lúc 2-3 tuổi thì thấy vậy là hai tuổi bé vậy nè nó còn nhỏ mà kiểu như là chỉ bỏ đi rồi à, nó bỏ đi rồi nó bỏ con cho nó cho mẹ nó nuôi à coi như là để con ở lại à, cho, ở với bên ngoài sanh đẻ xong rồi để con lại bên ngoài yeah. Rồi mới đi Đài Loan luôn yeah. Rồi có khi nào là anh gặp lại lần nào coi như là không luôn không là 19 năm nay luôn ha 19 năm nay luôn yeah. Nhớ kỹ ha nhớ kỹ lắm từ năm từ tháng luôn hả bây giờ gặp lại vợ nhớ không à cũng không biết sao nói được thì thôi cái chuyện duyên nợ mà nhiều khi là giữa mình với vợ chồng mình nó hết duyên hết nợ rồi à. Thì được ai nấy đi ha được ai nấy đi vâng à. Bây giờ mình chỉ là nghĩ đến con thôi còn mình nhớ con thôi à. Nhà ngoại gần đây không mình nhìn ti á nhìn ti gò qua là Kiên Giang á tại sao anh không đi thăm nếu mình nhớ mình có được phép đi thăm chứ có xe đâu đi không có phương tiện là đi nè không có phương tiện đi hả không có xe đi hả chỉ có dịp nào em chở anh đi anh chịu không ok rồi mừng liền hết đi ha phải không được ok rồi mừng chết luôn đổi mấy lần cái đầu luôn á thì tôi lại là ba lại luôn á để có dịp nào đó là em sẽ chở anh đi qua thăm con anh à ha, đồng ý không đồng ý bên Kiên Giang hả bên Vĩnh Ti á Vĩnh Ti là ở đâu Kiên Giang đó thì Kiên Giang đó Kiên Giang ở Giang không có xứ quê hương của nó là bên Vĩnh Ti Vĩnh Ti còn qua Kiên Giang mà bây giờ anh chắc ăn là qua bển là có con ăn bển không à có con chắc đi rồi không biết được nó đi làm đó qua Sài Gòn có nó đi thì sẽ điện cho người nhà thôi à đi có dịp tới đó nó về nhà nó à, đi làm anh làm công ty nghe anh hai tôi nghe anh hai phòng tôi anh nói là ông đi làm bên gì đó bên bán gì shop gì đó à bán bên là shop sao cũng được 2-3 triệu rồi đó rồi ba ăn uống lúc còn nhỏ nha bây giờ cũng ta tăng lên là cao rồi
Thì nghe nói về cái hoàn cảnh của anh cũng thấy tội của chú với anh chị, nhưng là vợ cũng bỏ đi Đài Loan rồi, thì còn một đứa con là hiện giờ cũng ở bên ngoại, nhưng mà mười mấy năm nay thì anh chỉ gặp mặt một lần thôi hả? À, lúc đó là con còn nhỏ xíu, là hồi đó anh qua bên ngoại hay là bên ngoại ẵm con qua đây? Bên ngoài mà ngoài cũng mầm ở đây mà tôi nhớ quá, nhớ rồi tôi quan chịu không nổi, lúc có xe mà bây giờ đi, lúc đó nó cũng là 3 tuổi rồi, 2 tuổi mấy 3 tuổi rồi, quá vậy chồng một ghế đông ghế nó chồng lên, nó trèo lên nó dậy xuống, chết chết nó con chết, nó không sao đâu, không sao. Và tôi nghe là ngoại nó kể lại, nó nhậu xịn cái nó tao không tao có chừng chà chà chừng chừng từ từ ra nè, và ai đó ép ra nó hù ra rồi nó sợ té lái luôn, Coi cái như già ở dưới bên bên là đứng đi cái già sợ lắm, ông vậy lắm. con anh nói là có cha tao là Ơi cha, cái người cha hả? tao có cha, tao là người cha nè. À, cha tao là người già À, nè. bên độ thì em chết mẹ rồi, đủ nó chờ đợi trả nó tù quần luôn, À, coi như quậy lắm. nếu như mà Tiêu tiêu chọc tiêu mẹ à, tao tiêu là à, tôi nghe là bà gọi nó cãi, nó cười một chết luôn, về nhà cãi một chết luôn, nhậu nhậu xin nhớ cười, à. vừa cười vừa khóc nhớ nhà con. Không, như 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 anh là anh Garcia, anh có biết về tí xíu nào là bùa ngải gì không? Chút Vậy đó hả? Biết chút chút hả? ông già tôi xưa ông thầy mà bên một quá là bên một quá là cái đường ấy. Nhưng mà mình biết về cái vấn đề đó là mình làm thiện hay Ở làm thiện không là ăn tiền, mà thường là cho không cho thôi. là thường thường anh làm như thế nào? Thí dụ khách nó đến người ta kêu làm cái gì? Không, làm khách gì hết, mình còn nhỏ tuổi tôi không không tin tưởng, À, không tin tưởng mình không hả? tin tưởng luôn. Mà thấy bệnh là bụng bự được chi nọ, hay là ông thớ cái gì à, Ung bị gan kia là gan á, coi như là sơ gan cổ trước sơ gan là sơ gan ung thư đồ, có thể trị được không? nửa tháng đến tháng là có thể là ok Được không? ung thư được, ok Thật hả? thật. Trời ơi, con nhà nghề ông già xưa là ông chịu hết cuốn sách, ông còn lại trên trên tủ rồi. Cái đó là mình cho uống thuốc hay sao? Ông thuốc anh là thuốc, À, nó thuốc bắc chứ là thuốc của ân là ứng của người chăm, cái bài thuốc đó anh còn không? bài thuốc nó còn mà học để cũng để cùng giáo trên trong 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 túi sách của ông già, Anh biết sao? Tại vì bây giờ thời buổi này á, con đa người số là dân ông ta thư thư đó. là rất là nhiều chứng bệnh, nói chung là người chứng bệnh xơ gan cổ trướng này em cũng Sơ thấy nhiều trường hợp, gan nhưng mà dân mình cũng chưa biết chỗ biết nơi để bơm hướng dẫn hoặc là chỉ cho người ta điều trị, nhìn thấy rất là tội. Nhưng mà hôm nay là anh em mình gặp nhau đây là cũng như là một cái duyên ha. vâng. Thì bữa nào anh có thể là truyền lại cái bài thuốc đó, em ra tiệm thuốc bắc á, dạng như em mua hoặc là em hướng dẫn lại cho người ta, cho người ta Tôi lại chỉ coi luôn bây giờ nha, được đó. không? Được, có gì đâu. Cái hộp bá đậu biết không, Học ở đậu. ăn vô nó sổ À, sổ ăn sổ ăn vô sổ xẹp lép luôn, xẹp lép cũng mình không không làm gì mà dứt khen, phải tắm là ok nó cầm rồi, không tắm là chết luôn, cái sổ lịch là gọi đó nếu cái hộp mở đậu đó vô là mình ăn sống hả? ăn xong vâng, Ừ, xong rồi trong vòng sổ. nửa tiếng là sổ liền. À, rồi mình muốn cầm là như thế nào? Tắm Cầm là phải đi tắm, à, tắm tắm là coi như nó không sổ nữa. à, không sổ nữa, Ừ, chỉ có nhiêu đó thôi hả? bực gì có nên thôi, Đơn giản vậy đó ha. đơn giản mà không không biết không tắm là chết luôn, là À, xỉu chết luôn á. không tắm coi như là đi ra riết là mất sức, là kiệt sức là Rồi chết. sau đó mình phải lấy hẹ của mình, lá hẹ của mình nó biết không, À, hẹ nặng á, tâm cho nhuyễn để muối một tí, đường phèn một tí rồi đắp cái bụng, trong vòng 3 bữa tuần lễ là xẹp lép lên bụng. trước giờ là anh có điều trị cho Ông một già trường ông hợp chị, nào mà ông không? già ông chị là nhiều người bất quá, mà hồi xưa ông Lâm Thầy mình cũng đi theo ông mình À, coi, mình còn nhỏ nhỏ như nè, lúc 15 16 tuổi 20 tuổi á, vậy là bây giờ cái cuốn sách đó là còn còn ghi mình còn giữ rồi, còn giữ toàn là chữ người dân tộc mình chân ha. Ừ, sợ nhiều khi là còn vài vị nữa chứ không phải là một hai vị không mà có gì đó à. đó Ông cũng bệnh ung thư, tôi họ không chuyện được đâu, đâu. Ừ, gia truyền mà đó là truyền mà, biết giống đâu bị bệnh bệnh là là gan thôi, dạng như bao nhiêu thôi, còn bú á, nhưng mà bệnh bà mà bị bú á, mình là hai độc, còn là độc gáo á, đàn bà là 9 độc, là ông là 7 độc, nam thất nữ cửu đó. rồi mình nhanh phun phun mình lấy cái đổ đi đổ mình hù thôi, À, bên đây bên đây nhìn nó mọc bên 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 phải, bên vẹt qua bên trái, qua à, bên đây nó cũng mẹo thôi, có gì hết, à, trị mẹo đó ha. mẹo thôi mà nó hết đó, hết đó. À,
cũng đưa thần là, linh không bao giờ để chuyện đó. Trước kia là ba cũng làm thầy trị cho làm thầy nhân nhiều người lắm à. Nói chung là mình chữa cho người ta hết được là cái phước dữ. Quá, tôi qua bên cái tự Long An, bên cái tự Long An, cho nên tiền sao hết tôi thiệt á. Tôi không có không tiện là đi thôi, ở nhà là ôn đê rồi còn bao nó sọt sọt hay gơ ABC. Nó thịt cày, thịt đá, thịt gà, gà da cày, rồi thịt bì xì, rồi tiết canh. À, em nghe nói là thịt heo, thịt cày không được. Không ăn ăn, mình mới dẫn chơi thôi, thịt gà da cày. Gà nhá cây ngọc đi chưa chắc à? Ăn rồi, ok. Ăn rồi, muốn đọc không? Dịch xiêm chứ canh. Rồi, cốt tôi còn bươi giờ mới hết chơi rồi. Mà còn bên đi cháu giờ toàn là cái bộ không à? Thằng Minh giao thông, thằng Minh thanh tra này kia nọ, quá đủ hết. Thằng Minh cây giam. Thì bữa nay là nhìn ảnh rất là tươi tắn nha cô chú và anh chị. Chứ không phải là như cái bữa hôm mà Nguyễn Ngọc gặp ảnh là... Cha tôi ốm nhôm, không ăn uống mà. Bây giờ ăn uống rồi mình ngủ rồi mập rồi. Rồi mấy bữa nay là anh có đi đâu không? Không có đi đâu luôn. À, đừng đi nữa nha anh Kasia. Không đi à, không đi à. Là anh Kasia. Bây giờ mà ví dụ như có một ý chung nhân nào đó mà muốn về chung sống với anh nữa, anh đồng ý không? Trời chừng đó. Hả? Ai biết giờ ở đi trước giờ nó bye bye rồi. Tùy duyên thôi ha. Tùy duyên thôi. À, sao biết trước được hả? Không biết trước được. À. Không cần giàu nghèo. Không cần đẹp gái, chỉ cần biết thương chồng thôi. Biết thương chồng thôi. Thương chồng là chiều chồng thôi là ok luôn. Hôm nay anh em mình gặp nhau đây cũng là cái duyên đó nha. Gặp lần này là lần ba rồi đó. Lần thứ ba, phải là lần thứ ba. Lần trước ông là quen tôi không cho. Lần trước làm quen khó chịu lắm. Khó chịu lắm. Tôi như là không cho Nguyễn Ngọc chia sẻ nha. Đó. Mà từ bữa hôm mà coi như Nguyễn Ngọc đưa anh ấy về làm như là cũng có cảm tình ha. À có cảm tình à. Thì thôi hôm nay mình có thể là chia sẻ cho cô chú và anh chị mình một vật phẩm gì đó để cho cô chú anh chị thưởng thức được không anh Kasia? Được. Bài hát của là Nguyễn Thân, bài hát điên. Hả? Bài hát điên. Điên hả? Điên à. Chữ điên không? Điên. Cái bài này anh tự chế hay sao? Không có chữ một gì? Không có, tự đề đó là điên. Tự đề là điên hả? Vâng. À. Bài hát của là người sáng tác của là Nguyễn Thân hay là ai tôi không biết nữa. Nguyễn Thân hát là nghe hay lắm. Thì trước giờ anh có hát các bạn đó lần nào chưa? Có là hát rồi à. Bây giờ bỏ rồi cũng hơi tôi ca lại cũng hơi vô không nào ra không thấy. Nhắn con nào ta không lấy hả? Hơi cái đường đấy. Đâu quá lâu rồi. 20-30 năm đâu ca. Gì đó hả? Đó, đâu ca giờ cái gặp mấy gặp tôi ca là đám cưới kia nọ hồi xưa tôi ca là hai đó chứ bộ. À. Bao nhiêu cô đi hôn về đây. Là mất luôn á. À, bao nhiêu cô là mất luôn ha. Bây giờ bỏ là cũng mười mấy năm nay rồi. Ông không ca nữa. À. Rồi, vô nha. Mình không cần gọi nó lắm. Rồi. Điên trong đam mê hay là điên trong cuộc đời? Điên trong hôn mê hay là điên trong tình người? Điên trong mặt lệ đỏ sới, điên trong căm hờn tình ơi. Điên nó cho hết xót xa bội ngồi. Điên trong mê ly nên chẳng hay ta là gì. Điên trong cô đơn ta chẳng nghe ta hận đời. Điên trong cho bụi màn đêm, điên trong căm thù tình ơi. Điên nó cho hết câu ca tình đời. Hay quá. Bởi ta điên nên người đi, bởi ta điên nên người quên, bởi ta điên nên người ta bỏ ta mất rồi. Bởi ta điên nên biệt đi, người hãy đi đã vội đi. Bởi ta điên nên người ta bỏ đời ta đó. Điên nên ta quên được đi ta buồn phiền. Điên nên ta quên nên tình ta đã vùi đời. Ta điên mời chẳng cần ai, ta điên lên mặt ngày mai. Ta còn điên mãi điên trong mịt mài. Ta còn điên mãi điên trong mịt mài.
ta còn điên mãi, điên trong cuộc đời. Hay quá. Không, mấy khúc ngân đó là rất là tuyệt vời ha. Anh có biết đàn không? Hồi xưa là hai cái đàn. Hai cái đàn á, đàn guitar hả? Đàn guitar, cũng giờ xưa quá hơi tình động, tôi là đẹp gái lắm. Cũng gì hỏi ích kỷ, nhường nhân bạn cũng đó, cũng ra làm già luôn, già xuống răng. À. Cũng nhường cho nó mà lại được khùng khùng tới giờ luôn á. Cái này mà có cái đàn nữa là đã ha. Quá, khỏi đó luôn. Vòng vòng ở đây có cái đàn nào không ta? Thôi kỹ thôi, được quá. Bữa nào đây ơi. Ui. Không, ý là em hỏi như vậy thôi, chứ không có... Bây giờ không có đâu, bây giờ không có vậy gì. À. Đây có ông chơi đâu, ông ở chùa ông không cho. Cái chùa không cho chơi sân khấu. Không cho chơi. Cho chung lén trong nhà thôi, đóng cửa lại thôi. Rồi thí dụ như muốn mua cho anh cái đàn rồi sao anh chơi? Được, được ha, tôi chơi thoải mái thôi. À, mình ngồi chơi ở nhà thôi. À. À, vậy đó ha. Nhà chơi nhà được, thì ngồi đường không được. Thì thôi hôm nay em ghé đây cũng thăm anh. Thì anh em mình trò chuyện nãy giờ cũng khá lâu rồi. Khá lâu rồi, thì đây mấy hai tiếng. Thay mặt dì Ba Bến Úc gửi cho anh vài trăm ngàn để anh cà phê cà pháo rồi ha. Ừ, cảm ơn nhiều. Thì con cũng xin phép là trích trong số tiền 4,1 triệu của dì Ba gửi cho anh Cassia 300. Cảm ơn nhiều. À, để uống cà phê cà pháo thuốc men rồi ha. Ôi, dạ. Cảm ơn dì Ba Bến Úc nhiều nha. Dì Ba nha, dồi dào sức khỏe, mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt phát tài. À. Tiền vô như nước, tiền ra từ dọc cà phê phim. À, cái này là cái câu chúc Tết của chúc mấy Tết, bé nha. Dạ, thì Nguyễn Ngọc cũng xin phép thay mặt anh Tây Gia cảm ơn dì Ba rất nhiều. Dì Ba, con chúc cho dì được nhiều sức khỏe và bình an vô sự ạ. À. Dạ, thì thôi video đến đây Nguyễn Ngọc cũng xin tạm dừng ở cô chú và anh chị. Nguyễn Ngọc xin chúc cho cô chú và anh chị nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Dạ, Nguyễn Ngọc xin hẹn cô chú và anh chị những video tiếp theo ạ. À.